Xin chào các bạn. Mùa hè bắt đầu, mình sẽ đi hái dìm bè về làm rượu vang. Như các bạn, đó đây, đây là cái khu vực này, nó có một số cây dìm bè các bạn đã tạo ra chín chín đỏ rồi. Trông thấy đẹp quá không các bạn ha. Nói chung là ở đây gần khu vực nhà mình đó, thì nó cũng có một số cây này các bạn. Thì năm nào mình cũng ra đây mình hái các bạn, hái về để làm rượu vang. Thì đây các bạn thấy nó cũng chưa được chín hết đâu đó, rất là nhiều các bạn, nhiều lắm đây đó. Năm nào mình cũng hái nó cũng dùng, giờ nó chín con chỗ số chín chỗ chưa chín các bạn đó. Thì giờ mình hái cái này, cái đấy nào chín thì mình hái, còn cái này chưa chín thì mình để lại, cái gì để lâu quá đó thì nó chín nhiều quá đó, nó bị chín rụt á, nó rụng hết mà đó. Bây giờ mình hái số này rồi, nó chín rồi mình hái các bạn. Và thấy không, nhìn quá đẹp tuyệt vời luôn các bạn thấy không? Ôi chín đỏ, nhìn thấy ngon, nhưng mà cái này nó hơi chua chua các bạn. Bây giờ mình lấy về thì người ta thường gì làm mứt làm nữa, mình thì lấy về làm rượu các bạn, nhâm là rượu vang. Đó thì năm nào mình cũng làm cái rượu vang Vinbe này với lại rượu Bluebe đó. Nhưng mà năm nay thì hiện tại giờ nó cũng chưa được chín mấy nên thấy có số chín là mình hái thôi bạn, nên sợ nó mưa xuống đó, mưa xuống thì nó chín nó bị rụng, nó rụng hết chứ bạn đó. Mình tranh thủ mình hái như cái này, cái sống thì tới gần chín đó thì mình cái vài hôm nữa là mình sẽ làm mình hái các bạn đó. Rất là nhiều luôn mà thấy không, đây nè, rất là nhiều luôn đó, quá trời đẹp luôn, quá trời nhiều luôn mà chùm chùm giống như chùm nho các bạn thấy không đó, giống như chùm nho luôn, chín đỏ nhìn hấp dẫn ghê luôn á, thấy không đó. Đây là trái xanh nữa nè, trái xanh thì chua lắm các bạn ơi đó, và nhìn thấy không, chín nó mọng luôn á, quá đã luôn ha. Đó thì năm nào mình cũng đi hái hết các bạn. Thì nó đây gần khu nhà mình thôi. Mà có nhiều người như người ta không có làm gì đó mình không có biết. Còn mình thì hái về là mình chỉ có làm rượu thôi các bạn. Ý thì nó ăn thì nó hơi chua nên mình nấu mứt thì mình cũng không có nấu, mình chỉ làm rượu, năm nào cũng làm. Đó thì năm nay mình cũng tiếp tục đi hái cái này. Bây giờ đó các bạn thấy không, đó, rất là nhiều luôn. Anh giải không, bây giờ mình hái cái này, giờ mình về mình làm rượu chia sẻ các bạn ha. Đó bây giờ mình hái đi các bạn. Đó đây mình đi vòng vòng cái chỗ này, mình thường mỗi năm mình hái cái này các bạn, đó Vinbe các bạn, đó thì đây mình có làm ngâm rượu này các bạn, đó cái hũ này là Vinbe nè, đó cái này Bluebe nè các bạn, đó bây giờ là mình sẽ lấy cái nước của người ta để mình uống nha các bạn, đó này mình ngâm lên một năm rồi các bạn. Ngày 6 tháng 8 2019 các bạn thấy không? Đó, cái hũ này nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái đó ra mình uống, rồi bắt đầu mình sẽ bỏ cái này mình mới hái về. Bắt đầu là mình ngâm cái rượu mới nha các bạn. Đó. Mỗi năm thì mình đi hái một ít về mình làm rượu như vậy các bạn. Đó. Bây giờ cái này nữa, bữa nay nó cũng chưa được chín mấy nên mình đi hái được con mới thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ để hôm nào nó chín nhiều rồi mình đi hái thêm các bạn. Đó. Cái này là không có hái vườn các bạn, ở đây là coi như là ở khu vực mình có mấy cây đó mình đi hái, năm nào mình cũng lại mình hái các bạn. Nó đã không? Nó chín đỏ hết rồi các bạn thấy không? Hấp dẫn các bạn, nhưng mà cái này nó hơi chua chua các bạn ơi, nên mình thường thường người ta làm mứt rồi các bạn, người ta hái các bạn. Còn đây mình làm rượu các bạn. Đó. Thì vậy mình sẽ rót rượu ra rồi mình uống thử cho bạn coi ha.
quá thơm luôn rồi. Đây, đây là blueberry nha các bạn. Blueberry này á là 5 mình cũng làm đây, hai củ này hai củ blueberry. Đó, hai củ này hai củ blueberry bạn. Còn củ này á, củ này là củ vinberry cái này. Đó. Để mình thử cái blueberry các bạn, bằng 5 đồng củ này coi rất ngon bạn. Quá đã luôn á. Rất là ngon, ngon hơn cái ruộng mà củ đỏ mình mua ở tiệm mà. Rất là ngon, bởi vì cái hương vị của nó rất là đậm đà đó. Thường thường á là mình cái này á thì nó hơi chua hơn cái loại cái vinberry này, nó chua hơn cái blueberry đó. Mình cũng làm rượu và thường thường á là mình pha hai cái. Và mình nếu mà mình uống thì bữa cơm á mình uống chừng ít thôi bạn, rất là ngon đó. Năm nay giáp năm rồi các bạn nha. Củ đỏ thường thường là người ta ưa phải làm cho nó dây như bạn, để cái mùi thơm tuyệt vời các bạn. Quá ngon các bạn. Cái này bây giờ nên năm nào á mình cũng làm vậy. Xong mình mua, nếu muốn có nồng độ á, cái này thì nó nồng độ nó không có nhiều, nhưng mà mình ăn cơm á mình uống với nó rất là tốt. Còn người nào muốn có thêm nồng độ á thì mua một cái bình rượu đỏ về, rượu đỏ mà đó, về mình cứ pha thêm cái này vô hết sảy luôn. Năm nào cũng vậy, mình vợ mình khoái cái này lắm, nên này đa số làm này và xả uống thôi đó. Thì mình quay lại chia sẻ các bạn thôi, năm nào mình cũng làm cái này đó. Cái này các bạn nào mà có hái những cái trái vinberry này về cứ làm giống như là làm rượu nho thôi. Thì mấy cái lớp trước mình cũng có chia sẻ các bạn là cách làm rượu mà blueberry đó. Đó thì nó y chang vậy thôi, không gì khác hết đó. Năm nay mình cũng tiếp tục, bây giờ mình sẽ chiết tất toàn bộ cái này ra, ngoài cái chai, cái gai chai mình để dành để chai những cái chai đó, còn giờ cái hũ này là mình sẽ đi hái thêm và mình sẽ làm lại tiếp tục các bạn đó. Thì mời cả nhà, đây là mình chia sẻ cái cách coi như là cái mà mình rượu mà vinberry với là blueberry mình làm mỗi năm, mình làm ít ít gì đó để dành uống, rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Đây mời cả nhà. Đó, thường thì là trước bữa ăn uống tí này ăn cơm rất là ngon các bạn đó. Thì thường là vậy. Hôm nay thì mình mới hái cái này về rồi mình làm ra mình coi nó chín vậy nè, bây giờ mình chuẩn bị mình xiết chiếc cái này ra mình làm rồi sẽ làm rượu nên mình chia sẻ với các bạn đó. Mình em rất là chia sẻ các bạn thôi. Thì cái mình đi hái rượu giờ, hái cái vinberry giờ mình về mình làm đây các bạn. Rồi giờ mình kết thúc clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu các bạn cảm thấy hay và yêu thích mình, hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hãy đón xem những phần tiếp theo của mùa hè Bắc Âu của mình. Mùa hè Bắc Âu của mình đây nó rất là nhiều điều thú vị các bạn. Mình sẽ đi rừng để hái những cái trái cây rừng, rồi những cái nấm hay đồ mình sẽ làm để được chia sẻ các bạn. Bây giờ mình kết thúc clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu các bạn yêu thích mình, cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.